thưa quý vị và các bạn như mọi quốc gia tự chủ khác trên thế giới chúng ta không chấp nhận tình trạng một số tổ chức cá nhân nước ngoài nhân danh việc bảo vệ quyền con người để đưa ra cáo buộc phi lý về việc cơ quan thực thi pháp luật của việt nam đã bắt giữ xét xử một số công dân vi phạm pháp luật can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của việt nam Ngày 1 tháng 11 năm 2021, nhóm báo cáo viên đặc biệt của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, viết tắt là OHCHR, đã gửi thư đến chính quyền Việt Nam đề nghị xác minh thông tin về một số công dân Việt Nam bị bắt giữ xét xử vì vi phạm pháp luật. Nhân cớ này, các thế lực thù địch cùng một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí đã tiến hành một chiến dịch truyền thông đen nhằm vu cáo chính quyền cố tình tẩy trắng tội trạng của số người mà nhóm báo cáo viên đặc biệt của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đề cập. Họ đăng nhiều bài viết, ý kiến xuyên tạc sự thật, hòng kích động thái độ chống cộng, tác động tiêu cực đến một số người ở trong và ngoài Việt Nam chưa nắm bắt bản chất vấn đề. Sau hơn 2 tháng, một số địa chỉ truyền thông đi đầu là VOA lại tiếp tục đào bới lại bức thư nêu trên nhằm biến thành một sự kiện thời sự qua đó tiếp tục rêu rao bịa đặt vu cáo việt nam trước hết phải chỉ rõ rằng dù bày tỏ nỗi quan ngại với mấy nhà đấu tranh giả hiệu nhóm báo cáo viên đặc biệt của văn phòng cao ủy nhân quyền liên hợp quốc không hề quan tâm đến hành vi vi phạm pháp luật của người mà họ đề cập trong bức thư ngày 1 tháng 11 năm 2021, họ thể hiện sự quan ngại với việc bắt giữ, xét xử với Lê Trọng Hùng, Trần Quốc Khánh, Lê Trí Thành cho rằng ba người này bị bắt vì tuyên bố ý định tự ứng cử đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, Khánh đã sử dụng Facebook cá nhân để đăng phát trực tiếp nhiều video thông tin xuyên tạc, phì bán và chống phá chính quyền, bịa đặt để gây hoang mang trong dư luận, phủ nhận vai trò tổ chức, lãnh đạo, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương tự, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020, Lê Trọng Hùng đã thực hiện nhiều video clip chứa nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước, phỉ bán chính quyền, tuyên truyền các luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt. Còn Thành, theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Người này từng nhiều lần cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ để tạo cớ khiêu khích, đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động công vụ, rồi phát tán lên mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi và tác động xấu đến an ninh trật tự, trục lợi cá nhân. Do các hành vi này, tại phiên tòa tổ chức ngày 14 tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử tuyên phạt Thành 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Thực tế nhiều năm qua, nhóm báo cáo viên đặc biệt của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, OHCHR, đã gửi bản khuyến nghị thư ngỏ đến một số quốc gia trên thế giới chứ không riêng chỉ Việt Nam. Hầu hết các văn bản này đều được đăng tải công khai trên trang chủ của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc. Đáng tiếc là phần lớn luận điểm đề nghị của họ đều dựa trên thông tin thiếu xác thực và có góc nhìn chủ quan phiến diện từ đó dấy lên nghi vấn nhóm báo cáo viên đặc biệt này chỉ thu thập số liệu tài liệu chứng cứ từ một số tổ chức cá nhân mà họ quan tâm hoặc muốn bảo vệ chứ không hề tự điều tra tìm hiểu kỹ lưỡng dựa trên thông tin chính thức từ chính quyền nước sở tại trong khi thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền quốc gia đơn cử như năm 2020. Trong khi 78 tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài cùng viết thư cảm ơn hệ thống chính trị của Việt Nam đã vào cuộc kịp thời, hiệu quả và minh bạch trong hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19 thì một số người ở văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc lại ra sức bênh vực cho một số đối tượng là người Việt Nam tung tin giả về dịch bệnh gây hoang mang lo sợ trong dư luận xã hội. Còn từ năm 2021 đến nay, họ tiếp tục đăng tải các khuyến nghị, đơn thư nhằm biện hộ cho một số công dân Việt Nam vi phạm pháp luật. Cùng với một số tổ chức thù địch hoặc thiếu thiện trí đối với Việt Nam, họ xuyên tạc sự thật, Tân bốc các đối tượng này là nhà dân chủ, bị bắt và bị xét xử vì đấu tranh cho nhân quyền. Như vậy có thể nói, bằng việc làm phi lý phản nhân quyền, Nhóm báo cáo viên đặc biệt có văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc không giúp làm sáng danh văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc mà chỉ làm tổn hại uy tín của văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc. Không chỉ nhóm báo cáo viên đặc biệt của văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, một số tổ chức khác cũng có hành động tương tự như RSF, phóng viên không biên giới, lấy tôn chỉ bảo vệ tự do báo chí, nhưng lại thường xuyên có hoạt động đi ngược quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận khi đứng ra bảo vệ những người vi phạm pháp luật. Thậm chí họ tôn vinh cả đối tượng khủng bố liên quan đến Việt Nam, RSF từng trao giải thưởng cho Phạm Minh Hoàng, thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân. RSF còn binh vực ủng hộ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật như Phạm Đoan Trang, người bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhóm báo sạch với năm thành viên bị kết án gần 15 năm tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mới đây, RSF lại đứng ra binh vực bao biện kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Mai Phan Lợi, người bị tuyên án 4 năm tù do thực hiện hành vi phạm tội với các vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo cho nhân viên tư quyền không thực hiện kê khai nộp thuế, trực tiếp chiếm hưởng toàn bộ số tiền trốn thuế gần 2 tỷ đồng. Không chỉ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, một số tổ chức phi chính phủ, quỹ dân chủ quốc tế cũng không giấu tím việc hậu thuẫn tiền bạc cho các đối tượng lợi dụng tự do dân chủ, tự do báo chí để hoạt động cản trở, phá hoại sự phát triển ổn định của đất nước. Nấm tươi thành nghĩa giải thưởng nhân quyền, quỹ khởi nghiệp, học bổng, xã hội dân sự. Các tổ chức và quỹ này đã trao cho một số tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam những khoản tiền lớn vừa để hỗ trợ kinh phí hoạt động, vừa là mồi nhử những kẻ hám tiền tham gia hoạt động chống phá. Ngày 25 tháng 2 năm 2021, NED, Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ, công bố ngân sách đã hỗ trợ vấn đề dân chủ ở Việt Nam năm 2020 lên đến 642.000 đô la Mỹ trên 3 lĩnh vực là quyền con người, tự do thông tin, nhà nước pháp quyền. Cũng phải nói thêm, buôn dân chủ là kiếm được tiền nên các nhà dân chủ cuội cũng trực tiếp đứng ra hô hào gây quỹ thông qua mạng xã hội. Nhiều tài khoản trong số này thuộc sở hữu của nhiều thành viên ẩn danh. Khi chủ tài khoản bị bắt, đồng bọn của họ vẫn tiếp tục đăng tải nội dung chống phá, quyên góp tiền bạc. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1982 đến nay, Việt Nam đã tham gia 7 điều ước quốc tế cơ bản của Liên Hiệp Quốc về quyền con người, 5 điều ước có quy định liên quan cấm tra tấn. Đáng chú ý là Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia sớm nhất tham gia vào Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ. Công ước về quyền trẻ em. Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước về quyền trẻ em về việc lôi cuốn trẻ em tham gia xung đột vũ trang. Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước về quyền trẻ em về việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em. Ở Đông Nam Á, việt nam cũng đã đóng góp rất tích cực hiệu quả vào việc thành lập và tổ chức hoạt động của ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền aichr xây dựng tuyên ngôn nhân quyền asean những thành tựu việt nam đã đạt được trong khi phát huy bảo vệ quyền con người chú trọng hợp tác quốc tế để tăng cường thực thi những quyền liên quan con người là cơ sở để các nước asean ủng hộ việt nam là ứng cử viên duy nhất ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thực tế này đã phần nào chứng minh mọi luận điệu việc làm của các tổ chức cá nhân đang lợi dụng nhân quyền để chống phá Việt Nam chỉ là bịa đặt và vu cáo. Thưa quý vị và các bạn, mới đây ngày 17 tháng 2 năm 2022, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRWF lại công bố cái gọi là bản phúc trình với tiêu đề nhốt chúng tôi ở trong nhà hạn chế tự do đi lại của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Đây là luận điểm vô căn cứ, đồi trắng thay đen về tình hình tại Việt Nam. Trong một bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân điện tử có tiêu đề Mưu đồ phía sau cái gọi là bản phúc trình nhốt chúng tôi ở trong nhà, tác giả Trần Lâm khẳng định cái gọi là bản phúc trình nhốt chúng tôi ở trong nhà, hạn chế tự do đi lại của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Thực chất là tổng hợp các nội dung mà HRVK xuyên tạc về tình hình Việt Nam trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2022. Trong đó tập trung vào việc vu cáo, xuyên tạc rằng Việt Nam đang hạn chế quyền tự do đi lại và các quyền cơ bản khác của các nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền. Bản phúc trình dài 66 trang được công bố cùng với những phát biểu hồ đồ và áp đặt của ông Finn Robertson, phó giám đốc ban Á Châu của HRW khi ông ta cho rằng chính quyền Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị, khiến các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến luôn phải đối mặt với rủi ro thường trực. Nhà cầm quyền áp dụng các chiến thuật lạm dụng nhân quyền như quản chế các nhà hoạt động tại gia vô thời hạn, câu lưu khi họ rời khỏi nhà và cấm xuất cảnh trên cơ sở các lý do an ninh quốc gia ngụy tạo. Bản phúc trình này còn xuyên tạc trắng trợn. Nhà cầm quyền đã áp dụng nhiều phương pháp để kiềm tòa người dân tại gia như cử các nhân viên an ninh mặc thường phục đóng chốt ngoài tư gia, khóa cửa ra vào của người bất động chính kiến bằng khóa ổ thậm chí đổ keo đa năng vào các ổ khóa, dựng rào chắn và các chướng ngại vật và huy động côn đồ địa phương đe dọa người dân. HRWK tuyên bố có hơn 170 nhà hoạt động, blogger và nhà bất động chính kiến cùng với người thân của họ được đưa vào bản phúc trình. Nhận diện mưu đồ chống phá đằng sau bản phúc trình này, tác giả cho rằng bản phúc trình nói trên thể hiện sự bế tắc của các thế lực thù địch khi mà không còn nhiều người trong nước bị lôi kéo mua chuộc. Cực chẳng đã, chúng đành phải truyền hướng, xuyên tạc bôi nhọ về quyền tự do đi lại của những kẻ phản bội. Bản phúc trình cũng thể hiện một hướng chống phá mới của các thế lực thù địch. Đó là khi chưa có những quân tốt thế mạng thì triệt để tìm những chuyện bên lề để hạ thấp hình ảnh Việt Nam. Cách thức này như một chiếc áo được chúng khoác lên các tổ chức nhân quyền mà HRW là điển hình. Từ đó, chúng hướng các tổ chức nhân quyền khác làm theo và lập nên cái gọi là hồ sơ về nhân quyền thông thường ở Việt Nam và nhiều nước khác. Công bố cái gọi là bản phúc trình, HRW đã lòi đuôi cáo khi Finn Robinson nói: Các nhà tài trợ và đối tác thương mại của Việt Nam cần nhận thức được sự cản trở Đối với quyền tự do đi lại đang diễn ra hàng ngày và gây sức ép để chính quyền Việt Nam chấm dứt cách hành xử gây tê liệt người dân như thế. Tất nhiên với các tổ chức như HRWK, ngoài việc tài trợ của các thế lực thù địch thì việc tuyên bố các bản phúc trình như trên cũng không ngoài mục đích kêu gọi tài trợ. Vì thế mà trên website của tổ chức này luôn hiện từ đường nào ủng hộ ngay bây giờ và sau mỗi bài viết đều có một biểu mẫu kêu gọi. Món quà được khấu trừ thuế của bạn có thể giúp ngăn chặn vi phạm nhân quyền và cứu sống khắp nơi trên thế giới. ủng hộ ngay 50 đô, 100 đô, 250 đô. Và tất nhiên, số tiền tài trợ ủng hộ cho tổ chức này sẽ không được sử dụng để bảo vệ nhân quyền, mà chỉ nhằm chống phá những đất nước không cùng phe với chúng. Chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau